có nhiều các bước học thôn hôm nay ấy, thì là trước hết là chúng tôi học thôn để thống nhất là cái bàn bạc là chúng ta nên đặt cái hôm năm nay thì làm cái công trình gì. Đấy, thì là bà con nhất trí là lúc nãy là họp ấy, thì là coi như là có cái công trình làm mương, mà biểu quyết nhất trí là 100% là dân là tán thành làm mương và làm bay, do vậy là chúng tôi là tổ chức làm mương. Đấy. Cái thứ hai nữa là bước thứ hai nữa là bắt đầu nhất trí là vừa lựa chọn là cái hình thức để thi công. Hình thức thi công thì chúng tôi là lựa chọn những người thợ trong xóm mà có tay nghề để chúng tôi làm cái đội thợ và dân đóng góp ngày công vào làm cái công trình thi công ngày hôm nay. Hôm nay là nhất trí 100% về cái hoạt động làm mương ở ngoài kia. Con thì tất nhiên là do bà con nhân dân là quyết định rồi. Báo cáo với các anh này, trước đây thì cái mương thì nó chỉ là cái hình thức đắp đất. Xong bắt đầu là lấy cái nguồn nước vào là cái mương, là mương đất. Mà do vậy là bây giờ thì chúng tôi là phải dẫn nước như thế cũng được thôi, nhưng mà nó cái độ hao nước của nó là rất là lớn. Đầu tiên là thi công là làm cái mặt bằng của cái đáy ấy, đổ cái đáy ấy. Làm mặt bằng xong làm xong mặt bằng cái là bắt đầu đổ đáy, đổ bê tông đáy. Xong bắt đầu xây tường. Tốt hơn mương đất là nó không bị hao hụt cái nước, nó chảy nó tiện lợi hơn. Ví dụ như muốn đến cái thửa ruộng này nó đến thẳng thửa luôn, nó không hao đi đường khác nữa. Nó xong lúc nào thì nó có nước thì nó tiện lợi cho bà con nông dân để cày bừa cho nó là làm ruộng để nó đỡ khó khăn hơn nhiều ạ. Tất nhiên đi làm thì bà là người già thì cũng mệt đấy cháu ạ. Cố gắng để làm cho dân bây giờ một năm có một vụ cấy thôi. Dân này ấy không bảo đảm cái lượng nước đâu. Mà do vậy chúng tôi là mong muốn rằng là coi như là cái mương này là được cái kênh bê tông hóa thì nó lại nước nó ít nhưng mà nó vẫn cứ đến từng cái thửa ruộng. Do vậy là cái này là bắt buộc chúng tôi là phải nghiên cứu để chúng tôi nâng cấp và làm tiếp cái đoạn đấy, mương đất đó. Ưu điểm của mương bê tông là phải nói là thứ nhất là phải nói là rất thuận tiện cho việc tháo và ngăn nước, để giữ nước được tốt, với lại coi như là nếu mà tháo nước cho vào đồng ruộng thì phải nói nó chảy nhanh, kịp thời để cho dân làm thời vụ. Đấy, đó là cái ưu điểm. Đấy, còn nhược điểm thì chúng tôi cũng chưa thấy có cái gì nhược điểm cả.